Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương, trong đó có thông báo số 16 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Theo đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bộ Chính trị yêu cầu Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chủ động quyết định thực hiện một số mô hình, hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cung cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện, Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện, Chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân cấp huyện. Đối với các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình trên thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh của Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp đó, hội nghị cũng đã triển khai kết luận số 40 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Quy định số 70 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Quyết định số 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Kết luận số 39 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Đây là những nội dung mới hết sức quan trọng. Do vậy, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tổ chức triển khai nghiên cứu kỹ, sớm cụ thể hóa các văn bản được quán triệt phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận một số ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của một số địa phương và sẽ hoàn thiện điều chỉnh trong các văn bản.